Rồi, bản thân cái tên Người lái đò sông Đà đã chia tác phẩm này có hai đối tượng chính. Đối tượng đầu tiên là người lái đò và đối tượng thứ hai là sông Đà. Trong đó thì sông Đà là chiếm là khoảng tầm 7 đề, 6 đề, chính xác là 6 đề. Và người lái đò là chiếm 3 đề. Các bạn xem trong bộ đề. Tất nhiên, thầy không đủ thời gian để thầy giải hết. Và chúng ta cũng nên xem lại các phần video trong cái phần học kỳ 1. Thì thầy gần như là phân tích các đoạn rồi đấy. Thì các bạn có thể xem lại. Còn với trong buổi học hôm nay, chúng ta tiến hành giải một đề mà thầy có ghi trong cái bộ đề 2024 á, là thầy ghi đây là đề hóc hiểm này. Thầy vẫn nói với học sinh ở trên lớp là năm nay nếu như mình không học người lái đò sông Đà thì thực sự là rất đáng lo ngại. Vì sao mà không dạy, không học tác phẩm này nó sẽ trở thành một cái điều rất đáng lo ngại, là bởi vì á, cái tác phẩm này là một tác phẩm mà nếu nhá không học thì không làm được. Cái ác của tác phẩm này là không học mình không làm được. Cái khó của nó là như vậy, được chưa? Chính vì thế cho nên việc chúng ta làm một cái đề, học một cái bài mà nhất định á, học rất là mệt, rất là khó, nhưng để đảm bảo được sự an toàn. Thầy đã từng chứng kiến rất nhiều học sinh khi vào bóc vào người lái đò sông Đà thì đã cảm giác là choáng váng đầu óc rồi. Tại vì á, không phải ta không thể nào chém gió được với người lái đò sông Đà, đúng chưa? Ta phải hiểu về nó, ta phải biết cách phân tích nó thì chúng ta mới làm được. Đó, bài này này, học thì mới làm được. Nó không phải giống như là Việt Bắc, nó không phải giống như một số tác phẩm là Đất nước, là ta đọc, ta hiểu và ta có thể chém gió được. Ừ, chúng ta còn vớt vát được, nhưng tác phẩm này không học là không vớt được. Chính vì vậy, bắt buộc mình phải ưu tiên mình học cái bài này dù là tỷ lệ nó ra vào là có cao hay không. Được chưa? Ok, thế tinh thần hôm nay chúng ta sẽ xử lý một cái đoạn đề hai hóc hiểm. Tại sao đoạn này hóc hiểm? Thứ nhất, đây là một đoạn mà có thể ra vào một đoạn trích trọn vẹn được. Cho nên có thể lấy nguyên cả cái đoạn này vào đề thi là hoàn toàn hợp lý về mặt dung lượng nhá. Về mặt dung lượng là hoàn toàn hợp lý để cho vào đề thi được. Cái số 2 là nó là một trong những cái đoạn đó mà nó sẽ có một vài các cái câu chữ nó sẽ phải gây hóc búa cho học sinh. Và đây cũng là cái đoạn mà một nhân vật nổi tiếng trong giới đoán đề là Kaito Kid, đúng không? Nó đã đoán vào cái đoạn này. Đấy, thì thôi chúng ta biết đâu Kaito Kid nó đoán năm ngoái lại vào năm nay nào, làm thế nào. Ok. Hôm qua nó đoán vào đất nước rồi ạ. Ok. Được chưa? Thì chúng ta sẽ xử lý đoạn này các bạn nhé. Thế thì ở đây trong lệnh phụ của nó thì nó sẽ hỏi mình là nét độc đáo trong phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân. Đây sẽ là một trong những cái lệnh phụ rất là quan trọng. Được chưa? Ok, hôm nay chúng ta sẽ xử lý đề này các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào. Thế thì vào một cái là phải tặng ngay một cái mở bài ấn tượng. Thế thì với mở bài Người lái đò sông Đà, thầy đã từng dạy các bạn hai cái mở bài mà nó có thể gọi là kinh điển của thầy rồi. Đúng không ạ? Thầy đã từng dạy hai mở bài kinh điển. Thầy xin nhắc lại hai cái mở bài kinh điển đó. Mở bài kinh điển thứ nhất mà thầy từng dạy các bạn rất là nhiều lần. Mở bài thứ nhất đó là có những cuộc gặp gỡ chỉ là thoáng qua, nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ là định mệnh. Đúng không ạ? Có những cuộc gặp gỡ chỉ là thoáng qua, nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ là định mệnh. Mà cuộc gặp gỡ giữa Nguyễn Tuân và Sông Đà là một cuộc gặp gỡ như thế. Để Sông Đà đã đẹp nay lại càng hùng vĩ hơn, còn ngòi bút Nguyễn Tuân đã tài hoa nay lại càng thêm phóng khoáng trên dòng sông chữ, vân vân. Thì đó là kiểu mở bài thứ nhất, gặp gỡ định mệnh, được chưa? Đấy. Kiểu mở bài kinh điển số 2 mà thầy từng hướng dẫn các bạn đó là chúng ta sẽ nói về vùng đất Tây Bắc. Tây Bắc chính là một địa chỉ nghệ thuật quen thuộc trên bản đồ văn chương nước nhà, đúng không? Địa chỉ nghệ thuật trên bản đồ văn chương nước nhà là một thỏi nam châm.
thu hút biết bao văn nghệ sĩ tìm tới say mê. Như có lần nhà văn Tô Hoài từng nói, đất và người ở đây khiến cho tôi say quá, đúng không ạ? Tôi say cái mảnh đất này quá. Nguyễn Tuân cũng say mê Tây Bắc và say mê con sông Đà như thế. Thì đó chính là cái mở bài kinh điển số 2. Hôm nay thầy xin giới thiệu mở bài dạng số 3. Đấy, cho nó khác biệt đi một tí, cho nó khác biệt đi một tí. Nếu như bạn muốn có một mở bài ấn tượng, và mở bài này phải nhớ nó cực kỳ phù hợp với con sông Đà hung bạo các bạn nhé. Mở bài này cực kỳ phù hợp với sông Đà hung bạo. Nếu thi vào sông Đà hung bạo mà học sinh kỳ công học được cái đoạn thơ trong Mai Mốt đến sông Đà của một nhà thơ rất nổi tiếng là nhà thơ Bằng Việt, chắc chắn rằng chúng ta sẽ biết đến nhà thơ này, đúng không? Bằng Việt là ai? Bằng Việt là nhà thơ sáng tác bài thơ Bếp Lửa ấy. Một bếp lửa chờn vờn sương sớm, một bếp lửa ấp ưu nồng đượm, cháu thương bà biết mấy đang mưa. Chắc là chúng ta vẫn còn nhớ nhà thơ này phải không? Và nhà thơ này cũng đã sáng tác bài thơ Mai Mốt đến sông Đà. Ông đã miêu tả hình ảnh của một con thủy quái Đà Giang rất ghê gớm như sau: mãi tự thủa xăm mình xuôi ngược đất Phong Châu, con khủng long vươn dài hàng trăm cây số dốc, quật nát những rừng già, khoét lõm những hang sâu, gầm thét tự hồng hoang sắp đến ngày im phắc, khi vách đập chèn ngang, hàm thét chịt ngang hầu. Đó, để nói đến cái sự ghê gớm, ông so sánh sông Đà giống như một con khủng long vươn dài hàng trăm cây số, quật nát, gầm thét, hàm thép chịt ngang hầu. Đó, để nói về sự ghê gớm của cái loài thủy quái. Đúng á. Ừ, thời tiền sử thì khủng long cũng được ví như là con khủng long nước, nó cũng chả khác gì cái con thủy quái. Phải không ạ? Cho nên chúng ta sẽ thấy, à, những nhà văn, nhà thơ đã xem hình tượng sông Đà, cái con sông Đà hung bạo ấy là một cái loài thủy quái ghê gớm. Trong thơ, Bằng Việt đã nhắc tới hình ảnh con khủng long vươn dài hàng trăm cây số dốc, quật nát và gầm thét. Đến với văn xuôi, ta cũng bắt gặp Nguyễn Tuân ví con sông Đà phía thượng nguồn là một con thủy quái, là kẻ thù số một của loài người nơi đây. Và tiêu biểu phải kể đến là đoạn chấm 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 lại như quãng Tà Mường Vát phía dưới Sơn La đến cốc pha lê nước khổng lồ vừa rút lên cái gậy đánh phèn. Đấy, thì đây sẽ là gợi ý mở bài thứ ba. Xin nhắc lại gợi ý mở bài thứ ba như sau. Gợi ý mở bài thứ ba, chúng ta sẽ trích dẫn những câu thơ hơi bị dài của thi sĩ Bằng Việt, nhắc đến hình ảnh con sông Đà, đặc biệt là con sông Đà ở thượng nguồn, thì thi sĩ Bằng Việt từng viết, trích cái câu thơ này vào, đoạn thơ này vào. Trong thơ, Bằng Việt gọi sông Đà là con khủng long vươn mình, quật nát và gầm thét. Đến với những trang văn xuôi uyên bác tài hoa của Nguyễn Tuân, ta cũng bắt gặp lại hình tượng con sông Đà phía thượng nguồn với hình ảnh con thủy quái là kẻ thù số một của loài người nơi đây. Đặc biệt, độc giả chẳng thể nào quên đoạn lại như quãng Tà Mường Vát phía dưới Sơn La chấm 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 cho đến vừa rút lên cái gậy đánh phèn. Đấy, thì đó chính là cách mà chúng ta mở về con sông Đà hung bạo. Ok không ạ? Thì đây chính là một cái gợi ý thứ ba cho các bạn. Các bạn có thể sử dụng một số các cách như vậy nhá. Đan. Và tất nhiên các em ơi, các em mà học thuộc được cái câu thơ này, đoạn thơ này ấy, thì cái bài làm của các em kiểu nó được các giám khảo kiểu ngạc nhiên ấy. Tại vì thứ nhất cái bài này cũng là một bài rất ít và rất ít có trong các cái bài văn tham khảo đã biết. Cái số 2 ấy, là đây là bài của một thi sĩ nổi tiếng. Và số 3 ấy, là nó dài, nó khó học. Học sinh mà chiến được thì ôi thôi, giám khảo phục các em sát đất. Cho nên nếu được, cố thử học xem. Được chưa? Công phu tí, cố thử học xem. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến phần giới thiệu tác giả và tác phẩm.
Thế thì trong phần giới thiệu tác giả và tác phẩm nhé, thì chúng ta xử lý nó như sau, rất dễ. Ở đây, vì ta biết là phần này không có nhiều điểm, vì ta biết phần này không có nhiều điểm em ạ, cho nên nó sẽ như thế này. Thứ nhất, đó là câu chuyện là Nguyễn Tuân. Thầy nghĩ rằng các bạn chỉ cần nhớ trong khoảng tầm 3 ý. Nhá, Nguyễn Tuân, các bạn chỉ cần nhớ trong 3 ý. Nguyễn Tuân, các bạn chỉ cần nhớ trong 3 ý. Thứ nhất, Nguyễn Tuân là một cái tác gia văn học, nhưng ở đây cái điều khiến ông ghi dấu ấn trong lòng người đọc ấy, đó là một nhà văn uyên bác và tài hoa. Cái này thì chắc chắn là các bạn nhớ, đúng không ạ? Một nhà văn uyên bác và tài hoa. Rồi, chắc ở đây học sinh sẽ đọc vanh vách ra, nào là pho từ điển sống, nào là bậc phù thủy ngôn từ, đúng không ạ? Tiếp tục, cái số 2 nhắc về Nguyễn Tuân, chắc chắn các bạn phải nhớ, đó là nhà văn phong cách gói gọn trong một chữ ngầm. Trong một chữ ngông, được chưa? Phong cách gói gọn trong một chữ ngông. Đấy. Cái số 3. Đó là Nguyễn Tuân là một nhà văn của chủ nghĩa duy mỹ. Mình phải nhớ này. Nhà văn Nguyễn Tuân á, duy mỹ là như thế nào? Duy mỹ có nghĩa là một nhà văn suốt một đời tôn thờ và phụng sự cái đẹp nha. Suốt một đời tôn thờ phụng sự cái đẹp, nghĩa là nhà văn đó yêu phụng sự tôn thờ cái đẹp, nhưng không phải là cái đẹp của người thiếu nữ nhé, không phải là cái đẹp trên má hồng của người thiếu nữ nhé, mà đó là cái đẹp của thiên nhiên, cái đẹp của tài năng, cái đẹp của tâm đức con người, thì đó là cái mỹ của nhà văn Nguyễn Tuân. Cái đẹp của thiên nhiên hùng vĩ, cái đẹp của tài năng và tâm đức con người, đó mới là cái mà nhà văn Nguyễn Tuân hướng tới, chứ không phải là vẻ đẹp ở trên đôi má hồng của người thiếu nữ. Cái đó cũng là cái đẹp, nhưng không phải là cái đẹp mà nhà văn tôn thờ phụng sự. Ông tôn thờ phụng sự những cái vẻ đẹp của tự nhiên ngoài kia, ông tôn thờ những vẻ đẹp của tài năng và tâm đức ngoài kia. Đấy chưa? Thế thì đó chính là cái mà Nguyễn Tuân hướng tới. Ba điều như vậy, thế thôi, đơn giản vậy thôi. Cái số 2 là chúng ta cùng nói về tác phẩm Người lái đò sông Đà. Đó nào. Với tác phẩm Người lái đò sông Đà, Người lái đò sông Đà thì các bạn nhớ cho thầy, thứ nhất là về hoàn cảnh sáng tác. Về hoàn cảnh sáng tác. Đấy. Thế thì về hoàn cảnh sáng tác thì bài thơ, tác phẩm này là kết quả của chuyến đi thực tế. Đấy như nào. Là kết quả của chuyến đi thực tế. Là kết quả của chuyến đi thực tế. Lên vùng Tây Bắc. Để nói cụ thể hóa hơn thì chuyến đi này kéo dài 7 đến 8 tháng. Là một chuyến đi mà các bạn phải khẳng định chuyến đi nó gian khổ. Không thể nói là một chuyến đi lên cái vùng rẻo cao mà sung sướng được em ạ. Nó phải là một chuyến đi rất gian khổ. Nhưng cái chuyến đi đó nó là gây ra cho Nguyễn Tuân một cái niềm yêu thích của một người rất thích đi, của một người rất thích khám phá. Nguyễn Tuân là người của chủ nghĩa xê dịch mà. Nhà văn của chủ nghĩa xê dịch mà. Nghĩa là sao? Xê dịch là thích đi. Bây giờ ta gọi là thích đi phượt. Còn ngày xưa là chủ nghĩa xê dịch, thích đi đây đi đó, thích khám phá. Và mỗi một lần đi, đặc biệt là chuyến đi lên vùng Tây Bắc đó, đã làm giàu hơn cho đôi mắt và làm phong phú hơn cho thực đơn tâm hồn của nhà văn Nguyễn Tuân. Làm giàu có hơn cho đôi mắt, làm phong phú hơn cho thực đơn tâm hồn của nhà văn Nguyễn Tuân. Để từ đó ông tìm ra được, cái quan trọng là trong chuyến đi gian khổ đó nhé, ông tìm ra được. Cái này chắc chắn các bạn làm được. Chất vàng nơi thiên nhiên. Một cái vẻ đẹp của chất vàng nơi thiên nhiên
khiến ông say mê vô cùng, đó là con sông Đà. Nhưng ông còn say mê, còn thích thú hơn, tìm ra được cái gọi là chất vàng 10. Chất vàng 10. Chất vàng 10, nơi con người nhé. Thì đó là hình tượng ông lái đò. Hình tượng ông lái đò. Được không ạ? Đó, chuyến đi gian khổ tìm đã được chất vàng với thiên nhiên và chất vàng 10 nơi con người Tây Bắc mà đại diện tiêu biểu là ông lái đò. Hãy nhớ điều đấy. Rồi, người lái đò sông Đà được in trong tập sông Đà. Được in trong tập tùy bút sông Đà. Được chưa? In trong tập tùy bút sông Đà. In trong tập tùy bút sông Đà. Đó. Thì đây chính là hệ thống ý rất là đơn giản, rất là dễ nhớ. Nào, xin mời các bạn cho thầy một cái comment. Chúng ta nhấn số 1 khi chúng ta đã nhớ được hệ thống kiến thức tác giả tác phẩm này. Và nhấn số 2 khi chưa nhớ. Nào, comment đi nào. Tôi nghĩ chắc chắn phải nhớ rồi chứ đúng không? Ôi, định luôn. Vô cực là như nào? Đấy, chứng tỏ là học sinh cũng đã rất rất là quan tâm đến người lái đò sông Đà phải không? Rồi, comment số 1 rất là nhiều. Như vậy là chúng ta thống nhất là chúng ta đã thuộc phần này phải không? Tuyệt. Chúng ta sẽ cùng tóm lược tác phẩm và nêu vị trí đoạn trích. Hãy cùng nhớ cho thầy một cái kiến thức rất quan trọng như sau. Tóm lược tác phẩm vì người lái đò sông Đà có đến tận 2 hình tượng. Cho nên việc tóm lược tác phẩm chúng ta phải dựa vào đoạn trích xem đoạn trích đó bàn về đối tượng nào thì ta sẽ tóm lược về hình tượng đó. Bạn nhớ cho thầy nhé. Vậy thì cái đoạn trích này nó bàn về ai? Nó bàn về con sông Đà đúng không? Bàn về sông Đà. Đoạn Tà Mường Vát là bàn về sông Đà, không phải bàn về ông đò. Chính vì vậy, trong bước 2 này bạn sẽ không nói một chút nào về ông đò. Bạn chỉ nói về sông Đà thôi. Vậy thì suy ra bạn sẽ làm cái bước là giới thiệu về sông Đà cho thầy. Được chưa? Hãy giới thiệu về con sông Đà. Thế thì giới thiệu về con sông Đà, bạn chỉ cần giới thiệu ngắn gọn như sau. Sông Đà là một cái dòng sông mà bắt nguồn từ tỉnh Tây Nam Trung Quốc. Đúng không ạ? Từ tỉnh Vân Nam Trung Quốc mới đúng. Sông Đà là một con sông bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Đó. Khi mà vào Việt Nam thì sông Đà dài hơn 500 km. Dài hơn 500 km. Khi nhập quốc tịch Việt Nam, sông Đà dài hơn 500 km. Phần thượng nguồn. Sông Đà có thể ví với thần chiến tranh Ares. Rồi, có hai cách ghi. Khi mà các bạn ghi bằng phiên âm thì các bạn sẽ ghi như thế này, và thống nhất là chúng ta sẽ ghi phiên âm từ đầu đến cuối. Nếu chúng ta ghi bằng cái tiếng này thì chúng ta cũng sẽ ghi Ares từ đầu đến cuối, mà Ares thì là Ares từ đầu đến cuối. Và nếu là thống nhất thi bằng phiên âm thì chúng ta cũng sẽ ghi phiên âm tất cả các tên khác. Được chưa? Và theo quy tắc tiếng Việt thì đều chấp nhận hai cái này. Đó. Ở thượng nguồn, sông Đà giống như thần chiến tranh. Tại sao giống thần chiến tranh? Bởi vì nó rất là hung hãn. Nó rất là khát máu. Nó gây thù. Nó chuốc oán với con người nơi đây. Được chưa? Nó gây thù, chuốc oán. Cho nên người nơi đây xem con sông Đà ở khúc thượng nguồn này là kẻ thù số 1. Đấy, chúng ta chỉ giới thiệu thế thôi. Kẻ thù số 1. Chúng ta dẫn tiếp này. Cũng là dòng sông ấy khi chảy về phía hạ lưu. Đúng nào? Cũng là dòng sông ấy khi chảy về phía hạ lưu. Nó không còn là thần chiến tranh Ares nữa, mà nó hóa thành
nữ thần sắc đẹp, nó hóa thành nữ thần sắc đẹp. Đấy, nó giống như là một nữ thần sắc đẹp. Aphrodite. Đây là phiên âm tiếng Việt. Còn phiên âm tiếng chuẩn có là đây. Thì đây chính là tiếng chuẩn của nó là Aphrodite, đúng không ạ? Mà chúng ta hay gọi là Aphrodite. Thì đây là nữ thần sắc đẹp. Đó, chúng ta có thể dùng nhiều các cách khác nhau. Nhưng mà theo thầy thì các thầy cô giáo dạy văn thường nhé, họ sẽ thích cách dùng phiên âm tiếng Việt hơn nhá. Bởi vì trong tất cả các sách giáo khoa mới, người ta cũng dùng các phiên âm tiếng Việt. Ví dụ như Hercules chẳng hạn, ví dụ như Hercules chẳng hạn, thì họ sẽ viết là Heracles. Đấy, ví dụ như thế chẳng hạn, đúng không? Thì đây chính là cái cách mà họ viết phiên âm. Và đấy, chuẩn hóa sách giáo khoa, họ đã viết như vậy rồi nhé, họ đã viết như vậy rồi. Thì nên chăng chúng ta cũng nên viết theo phiên âm tiếng Việt, được chưa? Đấy, còn nếu bạn nào thích viết Ares hay là Aphrodite thì cũng ok, chả vấn đề gì, no problem nha. Đó chính là giới thiệu về con sông Đà. Như vậy chúng ta có thể chốt hạ là gì? Với hơn 500 km khi chảy vào vùng đất non Việt, sông Đà quả thực là một dòng chảy thật sự, là có thể gọi bằng hai chữ đầy cá tính. Một dòng chảy mang trong đó hai nét tính cách hoàn toàn đối lập nhau. Ở thượng nguồn, như vị thần chiến tranh Ares hung hãn, khát máu, gây thù chuốc oán, cho nên người dân nơi đây gọi nó là kẻ thù số 1. Vậy mà khi chảy về phía hạ lưu, dòng chảy êm đềm mượt mà trữ tình như nữ thần sắc đẹp Aphrodite. Có thể nói, với cái dòng chảy khi vào non Việt, đó là một dòng chảy thật là độc đáo, thật là cá tính. Thì đó là phần giới thiệu. Được chưa? Sau khi phần giới thiệu, chúng ta sẽ phải nhanh chóng chuyển qua vị trí đoạn chính. Vị trí đoạn chính. Đấy, vị trí đoạn chính. Thế thì khi nói về vị trí đoạn chính thì sao ạ? Vị trí đoạn chính thì chúng ta biết được rằng là đoạn này chắc chắn là thuộc sông Đà, nhưng nó sẽ là thượng nguồn hay là hạ lưu, đúng không? Thì rõ ràng là với cái đoạn này chúng ta thấy là xác định ngay nó là quãng gì? Quãng Tà Mường Vát. Mà quãng Tà Mường Vát thì ta biết ngay nó chính là phần đoạn trích thuộc phần sông Đà phía thượng nguồn. Dễ không nào? Thuộc phần sông Đà phía thượng nguồn. Quá dễ. Không có gì mà phải khó khăn ở đây cả. Nhà ô tô kê game nha. Easy đúng không? Như vậy là sau một vài bước là chúng ta có 0,5 điểm. Không có gì khó cả. Nhưng các bạn nhá, bắt buộc các bạn phải nhớ được đoạn giới thiệu này nhá. Để bài viết của mình mượt hơn, bắt buộc các bạn phải nhớ được đoạn giới thiệu nhá. Phải có giới thiệu. Có lớp có lang thì người ta mới biết được rằng là gì. À, học sinh nó hiểu bài. Đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng vào phần phân tích. Vào phần phân tích. Thế thì phân tích bao giờ cũng vậy, chúng ta sẽ phân tích câu hoặc là đoạn mở đầu. Thế thì nhiều bạn sẽ hỏi thầy là thầy ấy làm sao để biết được rằng là phân tích câu nào là câu mở đầu hay đoạn nào là đoạn mở đầu. Nhiều bạn sẽ hỏi thầy như thế. Làm sao biết được phân tích câu nào là câu mở đầu hay đoạn nào là đoạn đầu? Thế thì cái này á, nó phụ thuộc vào kỹ năng của mỗi đứa. Bạn thấy rằng này, lại như quãng Tà Mường Vát phía dưới Sơn La, mình đọc đi. Đoạn này biết phân tích cái câu chữ gì, biện pháp nghệ thuật gì trong câu này, thì phải bám thêm lấy câu nữa thì mới có cái để mà phân tích. Bạn hiểu vấn đề chưa? Bạn phải dựa vào cái câu, những chữ, những cái từ trong phần mở đầu ấy, nó có gì cho mình phân tích không? Nếu như mình chưa thấy là đủ để phân tích, mình cứ lấy thêm một hai câu nữa, không vấn đề gì. Vì phân tích đoạn trích là phân tích những câu, những chữ xuất
hiện trong đoạn trích ấy. Đó chính là phần chính. Cho nên mới có phần là mở đầu đoạn trích nhà văn viết, là chúng ta đã bám sát vào văn bản để ta phân tích rồi đấy. Ok không? Thế thì câu hay đoạn mở đầu thì thầy chả có gì để thầy phân tích được cái câu là lại như quãng tà Mường Vát phía dưới Sơn La. Các bạn phân tích được cái câu này hay đấy. Làm gì có gì để phân tích. Dữ kiện này có gì để cho các em phân tích. Đúng không? Không có một ý gì để phân tích cả. Vậy thì ý câu sau có gì phân tích không? Trên sông bỗng xuất hiện những cái hút nước. À, mình phát hiện ra những cái hút nước chính là nhân vật chính của cái đoạn này. Những cái hút nước là nhân vật chính của cái đoạn này ở kia. Những cái hút nước chính là nhân vật chính của cái đoạn này. Đúng không ạ? À, có cái phân tích rồi này. Rồi, lại có một biện pháp nghệ thuật so sánh. À, có cái để nói rồi đây này. Giống như cái giếng bê tông thả xuống sông để chuẩn bị làm móng cầu. À, như vậy ít ra là xuất hiện nhân vật chính trong cái tà Mường Vát. Ít ra là có một biện pháp nghệ thuật so sánh những cái hút nước giống một cái gì đấy. Thế là có cái để phân tích. Hiểu vấn đề chưa? Thì đó chính là mẹo để chúng ta biết gom bao nhiêu câu trong câu mở đầu, đoạn mở đầu là tùy vào mỗi người. Nhưng nguyên tắc là chúng ta phải có câu mở đầu đoạn trích. Mở đầu đoạn trích. Ví dụ các bạn có thể nói là hình ảnh hay là cái gì gì đấy. Đó. Là một câu văn trần thuật hay cái gì đấy. Ví dụ thế. Và chúng ta sẽ phải trích dẫn cái đoạn này vào. Nhiều bạn là không trích dẫn. Thế thì cái việc các bạn không trích dẫn từ đâu đến đâu khiến cho các giáo viên chấm họ rất là khó khăn. Trong cái việc là gì? Không biết đứa này đang phân tích cái gì ở cái câu nào, đoạn nào nhỉ? Mình không biết nó đang phân tích cái gì cả. Cho nên phải trích dẫn, nên là viết cả cái câu này vào. Nên viết cả cái câu này vào. Nếu như câu ấy quá dài thì chúng ta mới chấm chấm chấm. Còn nếu như nó khoảng tầm 2-3 dòng thì theo thầy là các bạn cứ viết hết cả. Vừa dài văn, vừa giáo viên vừa biết giới hạn viết của bạn đến đâu thì đó là mẹo nhá. Chúng ta sẽ cùng phân tích câu hay đoạn mở đầu này. Thì ở đây là mở đầu đoạn trích, là cái đoạn mở đầu là có hai câu là đoạn rồi đúng không? Thì chúng ta có thể viết như sau: Tà Mường Vát phía dưới Sơn La. Thế thì Tà Mường Vát phía dưới Sơn La chính là dấu mốc thứ ba, chính là dấu mốc thứ ba trên hành trình 4 chặng sông Đà Tử Hiểm mà nhà văn gửi đến bạn đọc. Bởi vì chặng 1 là đá bờ sông, chặng 2 là mặt gành Hát Lóng, thì đây chính là đoạn thứ ba, là chặng thứ ba. Thế thì nhân vật chính của chặng thứ ba chính là những cái hút nước. Những cái hút nước hay còn gọi là những cái xoáy nước trên sông. Đúng chưa? Xoáy nước trên sông. Đây chính là nhân vật chính của đoạn Tà Mường Vát. Nhân vật chính của đoạn Tà Mường Vát. Thế thì bằng cái phép là phép giống như, là so sánh. Biện pháp nghệ thuật so sánh. Với biện pháp nghệ thuật so sánh này, những cái hút nước để cho độc giả dễ hình dung về cái độ dài, độ to, độ nặng hay là hình dáng của nó, thì ông đã so sánh những cái hút nước giống như những cái giếng bê tông, cái loại giếng mà thả xuống sông để chuẩn bị làm móng cầu. Và để cho học sinh dễ hình dung thì thầy đã tìm một cái hình ảnh, đây chính là một chiếc móng cầu. Đây chính là một chiếc móng cầu các bạn nhé. Để các bạn hiểu rằng, à, xoáy nước nó có hình dạng như thế nào. Móng cầu chính là cái hình dạng như thế này. Thì xoáy nước cũng tương tự như vậy. À, như vậy thì thông qua điều này ta sẽ thấy hiện lên hình ảnh cái xoáy nước trên sông Đà. Hình ảnh cái xoáy nước trên sông Đà. Đúng nào? Hiện lên hình ảnh cái xoáy nước trên sông Đà. Mình sẽ thấy điều đầu tiên từ đây đến đây, đúng không? Ta sẽ thấy nè, trước hết là có đặc điểm trước là miệng thì rộng.
Thứ hai, mình sẽ thấy như nào? Đáy thì sâu hun hút. Đáy thì sâu hun hút. Rõ ràng giống như là một cái miệng tử thần. Rõ ràng giống như một cái hố tử thần mà chúng ta thấy sợ hãi khi chúng ta xa chân, ta bước hụt vào cái này. Đúng ạ. Chẳng may mà xa chân, chẳng may mà hụt chân vào nơi này thì đúng chính là một cái hố tử thần trên sông. Đúng chưa nào? Hố tử thần ở trên sông. Đó chính là cách để chúng ta phân tích được cái câu mở đầu. Như vậy trong câu đoạn mở đầu, nhân vật chính đã hiện lên. Hình dáng của nhân vật chính đã hiện lên như một cái hố tử thần ở trên sông. To, rộng và sâu hun hút. Ok chưa? Thì đây chính là phần phân tích câu, câu mở đầu. Tạo ra điểm nhấn để chúng ta đến với phần bước 4. Thế thì trong phần bước 4 này chúng ta sẽ phân tích hai cái luận điểm lớn. Luận điểm thứ nhất là sông xoáy nước chứ. Luận điểm một là cái xoáy nước qua cái góc nhìn bên ngoài. Thế thì ở đây các bạn tưởng tượng như sau. Các bạn tưởng tượng như sau. Đây là sông Đà. Đi trên sông Đà, đúng không nào? Bỗng xuất hiện những cái xoáy nước. Đây, các bạn tưởng tượng nha. Tưởng tượng này. Đây, đây là xuất hiện những cái xoáy nước. Đúng chưa? Thế thì bây giờ đi đò trên sông Đà như thế này thì trong góc nhìn thông thường thì chúng ta đi đò ở đây mình sẽ chỉ thấy được những cái điều nhìn về con sông Đà. Đây gọi là góc nhìn bên ngoài. Đúng chưa các em? Với góc nhìn bên ngoài này mình sẽ miêu tả được cái gì về cái xoáy nước? Mình sẽ miêu tả được cái đầu tiên về xoáy nước, đó là về hình dáng của nó. Chuẩn chưa? Mình sẽ nhìn thấy được nó giống cái gì, nó to như thế nào, nó sâu như thế nào, là mình miêu tả được, mình thấy được để mình miêu tả cho độc giả. Cái số 2 là mình sẽ nghe được âm thanh nó phát ra như thế nào. Đấy, qua góc nhìn này ta sẽ nghe được âm thanh, và quan trọng hơn, qua cái góc nhìn này ta sẽ thấy được là gì? Cả cái sức mạnh của cái xoáy nước. Như vậy qua góc nhìn bên ngoài cùng lắm chỉ miêu tả được âm thanh, hình dáng và sức mạnh. Nhưng Nguyễn Tuân là một nhà văn độc đáo và ngông. Nếu mà chỉ miêu tả bên ngoài thì ông giống với các nhà văn khác quá. Ông phải độc đáo hơn, ông phải kinh khủng hơn, ông phải cao tay hơn các nhà văn kia. Thì ông đã tưởng tượng là nếu bây giờ mà bên trong xoáy nước thì nó như thế nào nhỉ? Và ông đã tìm cách để có được một góc nhìn tưởng tượng ở bên trong. Nếu ở bên trong xoáy nước thì nó sẽ như thế nào? Để đem đến cho độc giả một cái góc nhìn về một cảnh tượng xưa nay chưa từng thấy. Bởi vì có ai cả gan mà lọt vào trong cái xoáy nước để mà miêu tả cho độc giả một cái nhìn từ bên trong đâu. Đúng chưa? Tất cả những nhà văn thông thường và chúng ta chỉ có thể dừng lại ở góc nhìn bên ngoài. Nhưng với một nhà văn độc đáo và cá tính, ông phải mở thêm một góc nhìn nữa. Nhìn từ bên trong cái xoáy nước thì nó như thế nào? Để khiến cho độc giả hình dung rõ rệt nhất về một cái hố tử thần ở trên sông Đà. Miêu tả kỹ lưỡng đến như vậy, đó chính là chất của một nhà văn tài hoa, không trùng lặp với ai cả. Thì đây chính là cách mà chúng ta sẽ phân tích cái đoạn là gì ạ? Xoáy nước. Bạn hiểu chưa? Đấy. Vậy là sẽ có hai luận điểm. Luận điểm thứ nhất, góc nhìn bên ngoài, thấy được âm thanh, thấy được hình dáng, thấy được sức mạnh. Và một góc nhìn tưởng tượng bên trong thì sẽ ra được một cảnh tượng xưa nay chưa từng thấy. Hiểu cái cách mà chúng ta sẽ phân tích cái đoạn này chưa ạ? Đàn ha. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng vào phân tích này. Thì trước hết là chúng ta sẽ phân tích đầu tiên, đó là góc nhìn bên ngoài các bạn nhé. Thế thì trong góc nhìn bên ngoài thì thầy đã trong cái phần điểm 3 chúng ta đã thấy được cái hình dáng của xoáy nước qua cái phần phân tích câu mở đầu rồi đúng không? Chúng ta tiếp tục phân tích cái góc nhìn bên ngoài về cái âm thanh của cái xoáy nước. Nhà văn viết như sau.
Nước ở đây thở và kêu như cửa cống cái bị sặc. À, thế thì chúng ta phân tích này. Đầu tiên là về mặt âm thanh. Đầu tiên là âm thanh. Thế thì âm thanh, nhà văn đã so sánh nước ở đây thở và kêu. Nó thở, nó kêu. Giống như là một cửa cống cái bị sặc. Cửa cống cái bị sặc. Thế thì ở đây, câu chuyện ở đây là cửa cống cái. Cửa cống cái thì các bạn phải phân tích ra nó là cửa cống lớn nhất của một thành phố. Cửa cống lớn nhất của một thành phố. Mà ở đây lại bị sặc là bị tắc, bị nghẽn. Đúng chưa? Bị tắc, bị nghẽn lại, bị mắc lại. Cho nên nó sẽ tạo ra cái thứ âm thanh ục ục. Và nhà văn còn viết thêm là nó ạc ạc lên. À, như vậy âm thanh đó chính là âm thanh của cái xoáy nước. Âm thanh của cái xoáy nước phát ra. Âm thanh của xoáy nước phát ra. Được chưa ạ? Đó, ý thứ nhất là như vậy. Xét về mặt âm thanh để mình hình dung ra được nó tạo ra thứ âm thanh như đe dọa. Tiếp nữa này, rồi hình ảnh nhà văn viết tiếp là gì? Trên mặt cái hút nước xoáy tít đáy cũng đang quay lừ lừ những cánh quạ đàn. Tức là gì? Nhìn ở trên cái bìa trên nhìn xuống thì nó xoáy tít đáy. Nó xoáy tít đáy mà cảm tưởng vào là nó sẽ nuốt trọn luôn. Được không ạ? Rồi tiếp tục là về cả hình ảnh và âm thanh. Đó. Cả hình ảnh cộng âm thanh thì thấy được cái xoáy nước hiện lên như thế nào. Ở đây nhà văn viết như sau. Những cái giếng sâu nước ặc ặc lên như vừa rót dầu sôi vào. Những cái giếng sâu nước ặc ặc lên như vừa rót dầu sôi vào. Thế thì xét về mặt hình ảnh, xoáy nước giống như là một cái chảo dầu đang sôi lên. Một cái chảo dầu đang sôi lên. Mà âm thanh của nó là ạc ạc, là gầm réo. Thông qua hình ảnh âm thanh này, ta sẽ thấy, ta tưởng tượng ra cái xoáy nước đang sủi tăm, đang bốc khói sóng mù mịt. Bốc khói sóng mù mịt. Cả những hình ảnh này đều gợi cho ta đến sự nguy hiểm và đe dọa. Sự nguy hiểm và đe dọa. Được không ạ? Thì đó là âm thanh, hình ảnh cộng âm thanh. Tiếp nhé. Một câu văn tiếp theo. Một câu văn tiếp theo. Nhà văn viết này. Câu văn tiếp theo nhà văn viết này. Cái cảm giác khi đi qua cái xoáy nước ấy thì nó như thế nào? Không thuyền nào dám men gần những cái hút nước ấy. Thuyền nào qua cũng trèo nhanh để lướt qua quãng sông. Y như là ô tô ấn sang số ấn ga cho nhanh để vút qua một quãng đường mượn cạp ra ngoài bờ vực. Đây là một câu văn khá là cầu kỳ, rườm rà của nhà văn Nguyễn Tuân. Nguyễn Tuân thích những câu văn tương đối là cầu kỳ. Những câu văn với cái sức liên tưởng phải nói là vô hạn. Nhá, kiểu văn của Nguyễn Tuân là những câu văn cầu kỳ. Kiểu văn của Nguyễn Tuân là những liên tưởng tài hoa và phức tạp. Thế thì ở đây, thầy có lấy một cái hình ảnh như thế này. Đây, hình ảnh như thế này. Thế thì các bạn tưởng tượng như sau. Đi ô tức là khi đi đò qua quãng này, được chưa nào? Khi đi đò qua quãng này này, đây, đi đò qua quãng này, được chưa? Thì giống như là đi qua cái quãng mượn vực ra ngoài bờ cạp như thế này các bạn này.
cái bờ cạp ở đây, đây chính là phần cạp ra ngoài bờ vực này, chính là phần cạp ra ngoài bờ vực. Và đi qua quãng này thì làm sao? Sợ hãi lắm, chênh vênh lắm. Chỉ cần lỡ tay một cái thôi là gì? Một, ở đây thì rớt ra ngoài bờ vực, còn hoặc ở đây thì rớt vào xoáy. Ý của câu văn này nó là như vậy. Mượn cạp ra ngoài bờ vực để nói được cái sự chênh vênh, mong manh. Đi qua đây không cẩn thận có thể là bị lôi tuột xuống như thế này. Đó. Vậy thì cảm giác khi đi qua đoạn này nó như sau. Cảm giác khi đi qua quãng này giống như là qua một quãng đường mượn cảm. Và rõ ràng cái quãng đường mượn cảm này nó chênh vênh vô cùng. Thì đây, nó chênh vênh như cái đoạn này này. Vậy thì trèo qua đây phải phóng cho nó nhanh, sợ là gì? Chậm một cái có thể bị cuốn vào dòng xoáy này mất. Ý của nhà văn là như vậy. Vậy thì rõ ràng nó tạo ra, thứ nhất, cảm giác hồi hộp. Thứ hai, đó là sự chênh vênh nguy hiểm. Chênh vênh và nguy hiểm. Đó chính là cảm giác khi đi qua quãng sông này. Hồi hộp chênh vênh đến nghẹt thở. Bởi vì hệ quả khi lọt vào cái xoáy nước là nguy hiểm vô cùng. Đúng, hệ quả là nguy hiểm vô cùng. Thậm chí rớt xuống khe vực còn có cơ hội, cơ may sống. Nhưng mà rớt vào cái xoáy nước này 100% là chết. Được chưa ạ? Thì đó chính là cái cảm giác khi đi qua quãng này. Hồi hộp, chênh vênh, nguy hiểm đến nghẹt thở. Ok chưa? Chênh vênh giữa cái sống và cái chết. Chênh vênh như trên một quãng đường mượn cảm. Ok. Treo leo vô cùng. Đó. Thì đó chính là cảm giác khi đi qua quãng này nhé. Ok chưa? Rồi, chúng ta cùng đến với một cái điểm nữa trong góc nhìn bên ngoài. Đó là sức mạnh của cái xoáy nước. Sức mạnh của cái xoáy nước. Sức mạnh của cái xoáy nước. Đấy. Thế thì sức mạnh của cái xoáy nước nó sẽ như sau. Cái xoáy nước nếu như có cái thứ gì lọt vào thì mới thấy được cái sức mạnh của nó. Thì nhà văn đã đưa vào hai thứ mà lọt vào thì kết cục nó sẽ ra làm sao. Thứ nhất, thầy muốn nói cái nhỏ trước, sau đó nói cái lớn, được chưa? Cho nó phù hợp. Thì điều đầu tiên là thầy muốn nói là có những cái thuyền đã bị cái hút nó hút xuống. Thuyền trồng ngay cây chuối ngược rồi vụt biến đi. Bị dìm và đi ngầm lòng sông. 10 phút sau thấy tan xác ở khuỳnh sông dưới. Đây chính là cái nạn nhân xấu số đầu tiên của cái xoáy nước. Đúng không? Thứ nhất là có một cái thuyền này. Một chiếc thuyền lọt vào xoáy nước. Một chiếc thuyền lọt vào xoáy nước. Đấy, một chiếc thuyền lọt vào cái xoáy nước đó. Thế thì nếu là một chiếc thuyền lọt vào xoáy nước thì câu chuyện diễn ra ở đây sẽ là gì? Ai chiếc thuyền này lọt vào xoáy nước này, đúng không? Đấy, các bạn tưởng tượng là như vậy. Thế thì nhà văn viết là thuyền trồng cây chuối ngược, có nghĩa là cái mũi thuyền như này các bạn này, nó sẽ trồng ngược xuống dưới này, được không ạ? Có nghĩa là gì? Chúi cái mũi thuyền xuống, trồng cái chuối ngược xuống, chúi cái mũi thuyền xuống thì gọi là trồng cây chuối ngược.
Được chưa? Cho nên chiếc thuyền lọt vào xoáy nước thì hệ quả của nó là gì? Một là bị trồng cây chuối ngược. Trồng cây chuối ngược. Đấy, nó bị trồng cây chuối ngược. Cái số 2, nó bị dìm và đi ngầm. Bị dìm và đi ngầm. Được chưa? Bị dìm và đi ngầm. Cái số 3 đó là gì ạ? 10 phút sau thì thấy tan tành xác pháo. 10 phút có nghĩa là một khoảng thời gian vài, khoảng trên dưới 10 phút. 10 phút, một khoảng thời gian không xác định, ngắn thôi, ngắn ngủi chứ không phải lâu, thì đã thấy là gì? Tan tành xác pháo. Bị đánh, bị xoáy cho tan tành xác pháo. Nghĩa là gì ạ? Nghĩa là bị cái xoáy nước này nó nghiến cho nát bươm ra. Sau đó là thấy cái xác ở đâu? Cái xác ở khuỳnh sông dưới. Xác xuất hiện ở khuỳnh sông dưới. Khuỳnh sông. Nghĩa là nó những cái xác thuyền, vụn thuyền nó không phải nó xuất hiện ở trên ngay cái mặt sông này, mà thấy nó tít đằng xa ở những cái khuỳnh sông, tức là đoạn ngoặt của cái đoạn sông dưới. Nghĩa là ở dưới cái đáy xoáy này nó đã đánh văng, đánh tan và nó đi chìm những cái xác thuyền này, và chỉ thấy nó nổi lên lềnh bềnh những xác thuyền ở đoạn tít ở một cái khúc sông khác. Để các bạn thấy không chỉ có sức nghiền mà nó còn có cả sức văng. Nó văng xa những cái mảnh thuyền, xác thuyền đi đến một chỗ rất là xa, cái đoạn xoáy nước đó, để ta thấy được sức mạnh ghê gớm của cái xoáy nước, nó ghê gớm như thế nào. Được không ạ? Thì đó là đối trọng thứ nhất. Cái thứ thứ hai, lọt vào xoáy nước có vẻ to hơn, khỏe hơn một chiếc thuyền, đó chính là một bè gỗ rừng. Đúng không ạ? Đối tượng thứ hai là một bè gỗ rừng. Đấy, thế thì bè gỗ rừng này nhà văn biết rằng là gì? Nó rất là tự tin vì nó to. Nó chắc. Nó được kết bởi những tấm gỗ rừng nên nó rất là khỏe, nó rất là chắc, nó rất là nặng. Chính vì anh ta rất tự tin là to, là chắc, là nặng, cho nên nhà văn dùng một cái cụm từ nhân hóa là vì nó tự tin nên nó đi nghênh ngang chả biết sợ ai. Đúng không ạ? Đi nghênh ngang không biết sợ một ai cả. Rất là tự tin. Nghênh ngang. Thế nhưng nghênh ngang với ai? Lại đi nghênh ngang với hố tử thần. Không có gì là nghênh ngang ở đây cả. Những cái giếng hút nước ấy, nhà văn viết, nó lôi tuột xuống. Thì lập tức là gì ạ? Bị lôi tuột xuống các bạn nhé. Cái cụm từ lôi tuột xuống này, bạn sẽ thấy nó vừa miêu tả được cái tốc độ rất là nhanh với một sức mạnh rất là ghê gớm. Nghĩa là phút trước còn thấy cái bè gỗ ở trên sông, phút sau đã thấy bè gỗ biệt tăm mất tích. Nó lôi tuột xuống bằng một sức mạnh khủng khiếp, giống như miệng của một con vật đớp mồi, không cho đối thủ kịp thoát thân, kịp phản ứng. Thì đó là sức mạnh của cái xoáy nước. Đúng không ạ? Thế thì thông qua cái góc nhìn bên ngoài, có thể khẳng định rằng cái xoáy nước mà chúng ta đang nói ở đây, đó chính là những cạm bẫy khổng lồ răng mắc ở trên mặt sông. Đúng chưa? Nó giống như là một cạm bẫy khổng lồ mà lọt vào thì chắc chắn là không tài gì mà thoát ra được. Nó chính là chiếc cạm bẫy khổng lồ của tự nhiên mà sông Đà đã răng mắc trên sông Đà. Chính vì vậy, mọi người đi qua đây đều sợ hãi vô cùng. Đó, thì đó là góc nhìn bên ngoài. Vậy thì
Bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái góc nhìn của bên trong thì nó sẽ như thế nào, đúng không? Ta sẽ cùng nói đến góc nhìn bên trong. Đấy. Thế thì đây chính là góc nhìn bên trong, thì tôi cũng tìm kiếm một hình ảnh khá thú vị. Đó là một anh bạn quay phim táo tợn. Thì các bạn sẽ thấy là hình ảnh này cũng khá là phù hợp, phải không nào? Tôi sợ hãi mà nghĩ đến một anh bạn quay phim táo tợn nào muốn truyền cảm giác lạ cho khán giả, đã dũng cảm ngồi vào cái thuyền thúng tròn vành, rồi cho cả thuyền, cả mình, cả máy quay xuống đáy cái hút sông Đà. Thế thì các bạn, chúng ta cùng đến với luận điểm số 2, góc nhìn bên trong. Thế thì trong góc nhìn bên trong này, chúng ta chú ý thấy mấy điểm sau đây. Thứ nhất, trong góc nhìn bên trong này, thì phải khẳng định đây là một góc nhìn tưởng tượng các bạn nhé. Đây là một góc nhìn tưởng tượng. Được chưa ạ? Với góc nhìn tưởng tượng này, mình sẽ thấy nhà văn đã tả về một anh bạn quay phim. Nhà văn dùng từ táo tợn. Táo tợn nó sẽ bao gồm hai nghĩa cộng lại với nhau. Một là anh ta rất can đảm. Nhưng bên cạnh cái can đảm liều với nghề á, nó còn là sự liều lĩnh. Được chưa? Anh ta muốn truyền cho khán giả một cái cảm giác, một cái cảnh quay đắt giá, nên anh ta dám đánh cược cả mạng sống mà ngồi lên một chiếc thuyền thúng. Cái chiếc thuyền thúng này với cái đặc điểm là nó gì ạ? Thuyền thúng nên nó tròn vành. Nó tròn vành thì nó có thể khắc chế được vòng xoáy của xoáy nước, khắc chế cái vòng xoáy đấy, và vì nó khắc chế được vòng xoáy nên anh ta có thể lọt xuống tận dưới đáy của hút sông Đà. Ông ta có thể xuống được tận đáy của hút sông Đà. Vâng, và cái buồn cười ở đây là nhà văn không hề nói là anh ta xuống, anh ta quay được rồi thì anh ta sẽ lên như thế nào. Có lẽ là anh thanh niên này cũng chưa nghĩ đến cách lên đâu. Được chưa? Nhà văn cũng không nghĩ cho anh ta cách lên luôn. Chúng ta sẽ thấy được điều như vậy. Được không ạ? Cho nên chúng ta khẳng định đây chỉ là một góc nhìn tưởng tượng mà thôi. Không có thật. Một góc nhìn tưởng tượng nó cho ta thấy thêm một cái nhìn rất khác về con sông Đà hùng bạo, về xoáy nước khổng lồ ở trên sông. Được không ạ? Rồi, thế thì với góc nhìn tưởng tượng này, với cái cách can đảm và liều lĩnh này, thì thấy được góc nhìn bên trong như sau. Anh ta quay được một cảnh như sau, xoáy nước bên trong nhé. Xoáy nước ở bên trong. Thì trước hết, cái xoáy nước ở bên trong. Nhà văn viết cái giếng mà thành giếng xây toàn bằng nước sông xanh ve một áng thủy tinh khối đục dày. Như vậy điều đầu tiên là về hình dáng của nó, nhà văn đã so sánh với hai thứ. Rồi, xin chào các bạn. Ok, chúng ta trở lại bài học nhé. Về hình dáng thì trước hết là về hình dáng, trước hết nó giống như là một áng thủy tinh. Đấy. Nhà văn dùng từ áng thủy tinh các bạn nhé. Nhà văn dùng từ áng thủy tinh. Thế thì áng thủy tinh ở đây bạn sẽ hiểu này. Ok, đã thấy. Nhà văn dùng từ áng thủy tinh ở đây. Thủy tinh thì chúng ta đều biết rồi, cái khối thủy tinh chúng ta đều biết rồi phải không? Thế thì từ áng thủy tinh nhé, áng thủy tinh. Nhà văn dùng từ áng thủy tinh, tức là một cái khối thủy tinh nó rất là đẹp đẽ. Đã dùng từ áng, bao giờ nó cũng gắn với cái đẹp đẽ. Nó rất gắn với cái mỹ lệ em ạ. Từ áng nó phải gắn với cái đẹp. Thế thì áng thủy tinh ý nó là gì? Một cái khối thủy tinh rất là đẹp đẽ. Rồi để miêu tả kỹ hơn thì nhà văn thấy nó, tưởng tượng ra nó phải giống như một cái khối pha lê rất là đẹp đẽ và mỹ lệ, rất là mỹ lệ đó.
Được chưa? Đó là hình dáng. Thứ hai là về gì? Về màu sắc, đúng không nào? Thứ hai là về màu sắc. Thế thì trong màu sắc ở đây mình sẽ thấy nhà văn viết đó là màu của nó, đó là màu xanh ve. Vâng, màu xanh ve chính là màu của ngọc. Chính vì vậy, xoáy nước ở bên trong, thầy luôn luôn khẳng định nó chính là một khối ngọc đẹp đẽ, lấp lánh. Một khối ngọc đẹp đẽ, một khối ngọc lấp lánh với cái màu xanh ve, một cái khối ngọc lớn đặt trong lòng sông. Đây chính là góc nhìn từ bên trong. Vậy là điều mình quan sát thấy, mình thấy như thế này. Góc nhìn bên ngoài, trời ơi, nó đáng sợ biết bao nhiêu. Thì góc nhìn bên trong, nó lại mỹ lệ biết bao nhiêu. Quả thực là đối lập vô cùng. Đúng không ạ? Cho nên chúng ta càng thấy ngạc nhiên trước cái vẻ đẹp của thiên tạc này. Thấy chưa? Đó chính là góc nhìn bên trong nhé. Rồi tiếp tục đến một phần tiếp theo. Nhà văn đã miêu tả một cái ấn tượng, đó là gì? Cảm giác khi anh ta quay xong rồi, anh ta đưa cái thước phim đó đến với khán giả, độc giả, đến với khán giả, sorry. Thì khi mà những người xem phim, họ xem được thước phim của anh ta, thì cảm giác của họ như thế nào? Chúng ta đến với ý tiếp theo. Cảm giác của khán giả khi xem được cái thước phim đó. Cảm giác của khán giả khi xem thước phim đó. Khi xem thước phim, đúng không nào? Thế thì cảm giác của khán giả khi xem thước phim. Đấy, cảm giác của khán giả khi xem thước phim. Thế thì khi xem cái thước phim thì ở đây cái phim ảnh thu được trong dòng lòng giếng xoáy tít đáy, tức là gì? Nó xoáy mỏng 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 như này. Đúng rồi. Xuống dưới thì các bạn thấy là cái khối đấy được tạo nên bởi những cái dòng xoáy, cho nên nó xoáy tít đáy là đúng rồi. Vậy thì cái người xem phim khi xem được cái phim mà anh quay, phim anh quay, thì trước hết cảm giác của khán giả khi xem thước phim đó nó là chân thực, sống động như đang đứng trước cái cảnh cái giếng xoáy tít đáy đó nhá. Thước phim đó thật là chân thực, sống động. Những thước phim 3D chân thực và sống động, chúng ta ghi là thước phim 3D đi. Thước phim 3D chân thực và sống động. Một thước phim 3D chân thực và sống động. Được chưa nào? Chân thực này, sống động này. Đó, một thước phim 3D chân thực và sống động. Ok chưa? Một thước phim 3D chân thực và sống động. Thế thì với cái thước phim 3D chân thực và sống động đó, thì chắc chắn rằng khi mà xem cái bức phim đó, thì đầu tiên đó là gì ạ? Khán giả cảm thấy vô cùng là hồi hộp, khán giả vô cùng là căng thẳng, bởi vì cái thước phim nó quá ấn tượng, nó quá truyền cảm hứng đi. Vì vậy cho nên là gì? Người xem phim ký sự thấy mình đang lấy gân ngồi giữ chặt chiếc ghế. Đó là cảm giác của hồi hộp, phấn khích và căng thẳng trước một thước phim quá chân thực và sống động. Đúng không ạ? Chắc là các bạn cũng đã từng xem một bộ phim 3D. Đúng chưa nào? Thì các bạn sẽ thấy là có những cảnh mà nó lao vào mình như vậy. Cái xoáy nước nó đang đổ ụp vào mặt mình như vậy. Những cái khối nước lớn nó giống như đang đổ ụp vào mặt mình như vậy. Rất chân thực và sống động. Mình cảm thấy rất là sợ hãi, rất hồi hộp, cho nên tay phải giữ chặt lấy ghế. Đúng không ạ? Và bạn nào đã từng xem phim 4D, 5D, ngồi lên những chiếc ghế mà nó rung nó lắc giống như kiểu là ta đang lọt vào cái không gian của 3D ấy, thì chúng ta hiểu hơn cái câu văn này. Giống như là đang ôm chặt một chiếc lá, thân phận mình giống như bám vào một chiếc lá này, cơ thể thu nhỏ lại này,
giống như một chiếc lá. Rồi chiếc lá này bị vứt vào đâu? Bị vứt vào cái xoáy nước này. Mà xoáy nước này bây giờ nó giống như là một chiếc cốc khổng lồ mà có một người nào đó đang đánh xoáy tít lên và vứt chiếc lá vào. Thì khi xem thước phim đó, người xem cũng giống như là thân phận của chiếc lá bị chồng chành, bị ngả nghiêng trong chiều xoáy của cái hút nước. Như vậy, truyền cảm hứng đến chân thực như vậy nhá. Cái cốc nước pha lê nước khổng lồ ấy chính là nhà văn đang miêu tả cái xoáy nước. Còn người xem giống như đang bị vứt vào một cái chiếc cốc nước khổng lồ, đang phải bám chặt lấy cái chiếc lá bị vứt vào chiếc cốc nước ấy, xoáy tít, đúng không ạ? Cho nên cảm xúc của người xem ở đây đó là hồi hộp này, hồi hộp này, là căng thẳng này. Là choáng ngợp này. Thậm chí là chồng chành nghiêng ngả trước thước phim quá sống động, đúng không ạ? Choáng ngợp trước cảnh tượng mang lại, cảnh tượng mà thước phim chuyển đến mang lại. Và quả thực Nguyễn Tuân đã đi trước thời đại. Thời đại đó làm gì có 3D, có phim 4D, phim 5D, mà cảm tưởng bây giờ phải là cảm giác của xem phim 4D, 5D ta mới hiểu được những câu văn mà nhà văn Nguyễn Tuân viết. Đúng không ạ? Để ta hiểu được rằng là gì? À, siêu ấn tượng về một cái những câu văn có sức miêu tả nó siêu ấn tượng. Thì đó là cái tài năng của nhà văn Nguyễn Tuân. Được chưa? Thì đó là góc nhìn ở bên trong. Đan nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi phần tiểu kết và xử lý lệnh phụ. Đó. Thế thì khi mà tiểu kết thì thầy bày cho các bạn một mẹo nhé. Tiểu kết các bạn xử lý cho thầy như sau. Trong phần tiểu kết này, bạn sẽ xử lý thứ nhất. Đấy, trong phần tiểu kết các bạn xử lý như sau. Thứ nhất, đó là chúng ta sẽ đánh giá lại nội dung và nghệ thuật. Được chưa? Đấy, chúng ta sẽ đánh giá về nội dung và nghệ thuật. Đánh giá về nội dung, đánh giá về nghệ thuật của đoạn trích. Đồng thời, chúng ta sẽ xử lý cái lệnh phụ. Lệnh phụ ở đây, thầy thấy đó là lệnh phụ là nhận xét về phong cách nghệ thuật độc đáo của nhà văn Nguyễn Tuân. Phong cách nghệ thuật độc đáo của nhà văn Nguyễn Tuân. Thế thì phần nghệ thuật của đoạn trích ta sẽ nói gộp luôn trong nghệ thuật độc đáo của nhà văn Nguyễn Tuân nhé. Cho nên phần nghệ thuật thầy đang nói cũng chính là xử lý lệnh phụ phong cách nghệ thuật độc đáo của nhà văn Nguyễn Tuân luôn. Thì chúng ta xử lý như sau. Về nội dung, các bạn luôn nhớ một cái câu văn thần thánh. Câu văn thần thánh. Chúng ta nên học thuộc câu văn này. Thứ nhất, mình phải khẳng định lại đoạn trích nhé, là một mảnh ghép. Nó đúng là một mảnh ghép không ạ? Đoạn trích là một mảnh ghép, chắc chắn là mảnh ghép. Để làm hoàn thiện hơn về hình ảnh của con sông Tây Bắc. Hình ảnh của con sông Tây Bắc chính là con sông Đà. Một con sông Đà mà làm hoàn thiện hơn bức chân dung của loài thủy quái ghê gớm, đúng không ạ? Loài thủy quái ghê gớm. Và thầy hay nói là gì? Nếu ví sông Đà giống như là vũ trụ bao la, là một vũ trụ bao la, thì xoáy nước sông Đà chính là những hố đen kỳ bí và bí ẩn. Xoáy nước chính là những hố đen đầy bí ẩn. Hố đen bí ẩn. Được chưa? Đấy. Thì đây chính là chúng ta khái quát về phần nội dung một tí. Nội dung một tí. Chúng ta phải hiểu là gì?
Nhờ cái mảnh ghép là Tà Mường Vát mà ta thấy hiện lên đầy đủ hơn bức chân dung của một con sông Tây Bắc ghê gớm và hung hãn. Được không ạ? Rồi, thì đó là đánh giá về nội dung. Về nghệ thuật của đoạn trích, khi nói về nghệ thuật của đoạn trích, ta đồng thời sẽ nhận xét luôn về phong cách nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Tuân, tức là ta xử lý lệnh phụ luôn. Thì nghệ thuật của đoạn trích cũng đồng thời là chúng ta chỉ ra được phong cách nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Tuân. À, thầy chỉ như sau nhé. Thứ nhất, phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân nó nằm ở các cái từ sau đây mà chúng ta đã học ở trong phần tác giả tác phẩm. Bạn phải chỉ ra được đoạn trích đó đã thể hiện ra được sự uyên bác của nhà văn Nguyễn Tuân. Uyên bác là hiểu biết về nhiều lĩnh vực ngành nghề. Mình phải xem lại cái đoạn trích xem nhà văn sử dụng bao nhiêu kiến thức của bao nhiêu ngành nghề để đặt vào trong đoạn văn này. Thì mình sẽ thấy đầu tiên đó là những cái móng cầu, ta thấy có kiến thức của xây dựng. Đúng không ạ? Ta thấy có kiến thức của xây dựng. Bên cạnh đó các bạn sẽ thấy đó là chúng ta thấy nó là những cái cửa cống cái bị sập, ta thấy có kiến thức của kiến trúc, xây dựng của kiến trúc. Bên cạnh đó bạn sẽ thấy một cái kỹ thuật của một anh máy quay, đó là kỹ thuật con tre plong dê, đọc một cái câu văn tiếng Pháp, một cái câu tiếng Pháp con tre plong dê, đó là kỹ thuật lia máy ngược trong điện ảnh. Ta thấy ông áp dụng cả điện ảnh trong câu văn của mình. Vậy là nhờ cái sự uyên bác này cho nên những trang văn của Nguyễn Tuân phập phồng hơi thở, ngồn ngộn những kiến thức, đúng không ạ? Nó trở nên phập phồng hơi thở hơn, phập phồng sống động hơn. Những trang văn của Nguyễn Tuân nhờ vào kiến thức uyên bác mà phập phồng và sống động hơn bao giờ hết. Đó là sự uyên bác. Được chưa ạ? Thứ hai, bạn sẽ thấy có cái tài hoa trong ngòi bút của nhà văn Nguyễn Tuân. Cái tài hoa ở đây bạn sẽ thấy là trong sáng tạo nên những câu từ nó rất là độc đáo nhé. Sử dụng cái ngôn từ của ông ấy rất là độc đáo. Ngôn từ độc đáo, đặc biệt là gì? Nói đến hình dáng, ông liên tưởng tới cái móng cầu. Nói đến âm thanh, ông liên tưởng tới cái cửa cống cái bị sập. Nói cả hình dáng âm thanh, ông liên tưởng tới một chảo dầu sôi, vân vân và mây mây. Nhìn xoáy nước, tưởng tượng xoáy nước bên trong, ông liên tưởng tới một khối pha lê. Như vậy cái tài hoa của Nguyễn Tuân là một kho liên tưởng rất là phong phú, bất tận và độc đáo. Nhớ nhé, kho liên tưởng phong phú bất tận. Kiểu là gì? Nhìn thấy cái gì là liên tưởng tới ngay một cái thứ khác tương tự, là kho liên tưởng phong phú và độc đáo. Và phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân cuối cùng đó là còn là một phong cách nghệ thuật của chủ nghĩa duy mỹ. Duy mỹ ở đây đó là gì? Mọi sự vật hiện tượng đều nhìn nhận trong lăng kính của cái đẹp, đều được nhìn nhận trong lăng kính của cái đẹp, trong lăng kính của cái đẹp. Được không ạ? Trong lăng kính của cái đẹp. Con sông Đà, đặc biệt là cái xoáy nước, nó đẹp trong cái đẹp hùng vĩ và ghê gớm. Và trong góc nhìn bên trong, nó đẹp mỹ lệ, trữ tình. Đó là suy nghĩ nhá. Thì đó chính là phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân. Và cái cuối cùng, một trong những cái điểm độc đáo trong phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân đó là ngông. Ngông ở đây là một cá tính không giống ai. Các bạn tưởng tượng là gì? Lên với Tây Bắc, ông không say mê những vẻ đẹp dịu dàng, những vẻ đẹp nó bằng bằng nhạt nhòa. Ông yêu những cái phi thường. Vì thế mà gì? Cái xoáy nước càng dữ dội và hung bạo, ông càng thích thú
Ông không chỉ nhìn bằng một góc nhìn, ông phải nhìn bằng hai góc nhìn cho thỏa mãn được cái sự thích thú với những cái gì nó mạnh mẽ, ghê gớm và kỳ vĩ. Cho nên là gì? Cái ngông ở đây là yêu thích cái phi thường kỳ vĩ. Chính vì vậy mà ông rất say mê cái xoáy nước này, đúng không ạ? Yêu thích cái phi thường kỳ vĩ. Vì vậy mà vô cùng yêu thích cái xoáy nước này. Phải càng dữ dội, càng hung bạo, Nguyễn Tuân càng yêu, càng thích. Được chưa? Đó, thì đó là tiểu kết, đồng thời cũng là xử lý luôn cả cái lệnh phụ. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần kết bài. Thì kết bài, chúng ta kết bài như sau. Có một sông Đà gầm thét chảy trôi giữa trời Tây Bắc vời vợi chất thơ của sông núi. Và có một con sông Đà trong văn Nguyễn Tuân chảy vào lòng người. Văn chương đã làm cho chất vàng 10 trong thiên nhiên đẹp lên bội phần. Con sông Đà sẽ mãi đồng hành cùng với trái tim yêu nghệ thuật cũng như những áng văn đẹp của Nguyễn Tuân sẽ luôn là hành trang của mỗi người, của dân tộc đi tới trong cuộc sống hôm nay. Kết bài này có gì? Muốn điểm cao, luôn luôn có tính liên hệ một tí. Những áng văn đẹp của Nguyễn Tuân sẽ là hành trang của mỗi người, của dân tộc đi tới trong cuộc sống hôm nay. Tại sao lại là hành trang của mỗi người? Thưa các em, văn Nguyễn Tuân là văn rất đẹp. Đẹp ở chỗ là gì? Cái nghệ thuật ngôn từ nó làm giàu có hơn cho tiếng Việt. Ta mang theo những ngôn từ đẹp, học theo ngôn từ đẹp đó là hành trang để ta tự hào của dân tộc mình. Thứ hai, đó là gì ạ? Đó là văn Nguyễn Tuân là ca ngợi vẻ đẹp non sông, phải có cái niềm tự hào dân tộc thì mới đưa dân tộc đi tới trong cuộc sống có rất nhiều những bộn bề, rất nhiều những cái văn hóa du nhập vào. Đó là ý nghĩa vì sao lại có cái câu văn này. Văn Nguyễn Tuân là những câu văn tiếng Việt rất đẹp. Văn Nguyễn Tuân ca ngợi thiên nhiên, ca ngợi con người lao động Việt Nam thiện tình yêu nước. Cho nên nó sẽ là hành trang của chúng ta trong cuộc sống đi tới hôm nay. Được chưa ạ? Đó là ý nghĩa của phần liên hệ. Xin được mượn mấy lời thơ của Chế Lan Viên để chiêm ngưỡng tấm lòng thơ của nhà văn ẩn trong câu văn òa ập nỗi niềm này. Tây Bắc ư, có riêng gì Tây Bắc khi lòng ta đã hóa những con tàu, khi tổ quốc bốn bề lên tiếng hát, tâm hồn ta Tây Bắc chứ còn đâu. Tâm hồn ta Tây Bắc chứ còn đâu. Đấy, thì đây chính là dùng thơ, mở bằng thơ, kết bằng thơ. Được chưa ạ? Ok. Đan.